Cái hiện tại là quan trọng nhất. Cái hiện tại đó là con người thực của chúng ta. Mà phần nhiều ta bỏ quên cái này. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta, nếu mà quá khứ tốt thiệt á, thì hiện tại này phải tốt hơn quá khứ. Nhưng mà nếu hiện tại này không tốt á, mà chúng ta nghĩ trong tương lai tốt á, thì cái việc này không có. Ta nói ngày xưa đó, thầy có những cái người bạn đồng học, đồng tu. Thì các vị này nếu vì có một cái khát vọng tương lai quá lớn đi, là tôi sẽ làm cái này, tôi sẽ làm cái kia, tôi sẽ làm cái nọ nữa. Nhưng mà sau mấy chục năm gặp lại thì cái trường hợp đó thầy không thấy họ làm được gì hết. Họ nói bây giờ tất cả những cái ước mơ đó trở thành mây khói hết rồi. Thầy nói là Đức Phật đã từng dạy chúng ta. Tại vì anh nghĩ một cái tương lai